Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngòi nổ 3 vụ án liên quan khiến cho Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bắt giam. Diệt được Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Xuân Phúc và đàn em rộng đường vào Đại hội 13, Tô Lâm cũng yên chí tạm thoát vụ ký mua AVG chiếm đoạt công quỹ nghìn tỷ. Cuộc chiến tại Ba Đình đang đến hồi khốc liệt. Sau khi bị đình chỉ, Nguyễn Đức Chung đã đi gặp cụ Tổng để xin chấp nhận cắt và khai trừ hết nhưng miễn khởi tố hình sự. Nói gì thì cũng từng là giám đốc công an, ủy viên Bộ Chính trị, còn là anh hùng lực lượng vũ trang nữa. Tuy nhiên, mọi việc như dự đoán, trưa ngày 28 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn lệnh bắt cựu Chủ tịch Hà Nội và tạm giam 4 tháng về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Có thể đây chỉ là tội danh ban đầu, với những chứng cứ vật chất từ Nguyễn Hoàng Trung lái xe của cùng với lại Nguyễn Anh Ngọc thư ký và Phạm Quang Dũng, cán bộ công an C03 đã khai nhận sau khi bị khởi tố tạm giam trong vụ Nhật Cường Mobile. Như vậy thì cả gia đình của Nguyễn Đức Chung, vợ Nguyễn Thị Trúc Trí Hoa, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Hoa và con trai Nguyễn Đức Hạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Arctic đều có khả năng gặp nhau tại tòa. Luật sư đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh được ông Trung mời làm đại diện hợp pháp bào chữa cho mình như ông Đinh La Thăng đã từng. Còn nhớ mới hồi tháng 5 năm 2020, tại hội nghị Trung ương 12, Nguyễn Đức Chung nằm trong top 10 danh sách 87 nhân sự được quy hoạch ứng cử vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2013 khi lấy phiếu thăm dò. Như từng nói thì sau khi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ 3 tháng ngày 11 tháng 8 năm 2020, đã có không ít người đặt câu hỏi vì sao ông này bị hạ, ông kia thì có vẻ không bị sao. Như các lãnh đạo các ông ở Bắc Ninh, Thái Bình mới đây, và ví dụ như trường hợp của Tất Thành Cang ở thành phố Sài Gòn. Ở trường hợp của Trung Con, có phải là vì đụng độ với Bộ Công an hay không? Cụ thể ở đây là tướng Ngọc từng một giai đoạn là phó của ông Trung khi còn là giám đốc công an thành phố Hà Nội. Tướng Ngọc chính là người chỉ đạo trực tiếp vụ Nhật Cường. Không chỉ có Ngọc mà cả Bộ Công an cũng đã nhiều người không ưa gì Trung Con ra mặt. Chưa hết, việc Trung Con được cho là một trong những ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng của ghế Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ tới, trong đó có ông Trạc, và đã khiến cho ông trở thành đối thủ và cần phải triệt hạ. Thưa quý vị và các bạn, An ninh điều tra Bộ Công an tống giam 4 tháng với Nguyễn Đức Chung vào trại B14 Bộ Công an, nơi mà Chung hồi còn làm giám đốc công an thành phố Hà Nội đã tống giam rất nhiều tù nhân chính trị. Khi đó, Chung ăn ngon ngủ kỹ, chắc Chung cũng không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ vào nằm ở đó. Và đêm ngủ trên bệ xi măng hôi rình ấy, có khi một manh chiếu cũng không kịp mang đi mà nằm giữa 4 bức tường trống trơn, và chắc chắn không thể ngủ được, vắt tay lên trán khi nào Chung hỏi vì sao lại như thế này hay không. Và vụ việc bắt Chung Con hôm qua, chúng ta cũng phải xác quyết một điều rằng Chung là phe yếu thế trong trò chơi chính trị mà Đại hội 13 sắp diễn ra, khi sổ khám chỉ là cuộc thanh trừng phe nhóm mà phe đập Chung chính là phe của Nghệ An Hà Tĩnh. Trong phiên bỏ phiếu sơ bộ tại Hội nghị Trung ương 12 hồi tháng 5 năm 2020, Nguyễn Đức Chung và Vũ Đức Đam có số tín nhiệm cao nhất trong số ủy viên Trung ương, mà khả năng hai cái tên ở trên sẽ vào Bộ Chính trị. Vũ Đức Đam thì không có tham vọng gì lớn trong việc tiến xa hơn, nhưng Chung thì lại khác. Việc sai phạm vụ Nhật Cường hay những vụ khác mà an ninh điều tra gô cổ Chung hôm nay chỉ là cái cớ. Vì nếu nói sai phạm thì Hoàng Trung Hải ở Hà Nội hay Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải ở Thành Hồ còn sai phạm gấp nhiều lần so với Chung Con, nhưng gần như đã thoát nạn bằng việc phê bình mà vẫn hưởng nguyên khối tài sản vơ vét được. Làm quan ở Việt Nam có một nguyên tắc anh phải tuân thủ luật chơi, đó là muốn leo cao thì phải có sai phạm, mà sai phạm càng lớn thì càng leo được lên cao. Sai phạm như một điều kiện để anh bước vào chính trường,
vì khi đó anh mới dễ kiểm soát theo ý của cấp trên. Nếu lấy một kẻ có uy tín trong sạch thì một ngày nó vượt mặt mình thì sao? Chính vì nguyên tắc phải có sai phạm nên Trung hay những kẻ tống Trung vào tù cũng như tất cả mọi người mà thôi. Chỉ có điều vì uy tín của Trung cộng với một số tướng công an đầy tham vọng lớn thì phe khác phải liên kết để hạ bệ Trung con thôi. Trước khi Trung kịp vào Bộ Chính trị, vì Trung chẳng ưa gì đám Nghệ An Hà Tĩnh do đám này quá đông ở Trung ương. Hôm nay Trung là một trong những số đó. Màu sắc thanh trừng phe phái thường diễn ra quyết liệt mỗi kỳ tiền đại hội, và lần này thì Nghệ Tĩnh quyết tâm bắt Trung khi Trung vẫn đang là đương kim chủ tịch thành phố Hà Nội, vẫn mang hàm tướng công an, vẫn là đảng viên nhưng vẫn bị bế đi như thường. Điều này thể hiện sự khẩn trương trước khi Hà Nội chuẩn bị đại hội đảng bộ thành phố. Bộ Công an không cần đợi Trung ương cách chức chủ tịch thành phố và thâu tóm luôn mới thấy uy lực của đám Nghệ An Hà Tĩnh mạnh đến cỡ nào. Chắc chắn đại hội 13 tới đây thì phe Nghệ Tĩnh sẽ thống trị Việt Nam, dự là sẽ đẫm máu hơn thời kỳ huy hoàng chủ lo hiện tại. Thưa quý vị và các bạn, tất cả các ngành nghề ở Việt Nam thì bây giờ phần lớn đều là những người thuộc về phe Nghệ An Hà Tĩnh cầm đầu. Ví dụ như ở điện lực, khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam đều có tay chân của Nghệ An và Hà Tĩnh nằm ở trong đó. Nguyễn Đức Trung hiện đang phải ngủ ở trên nền xi măng lạnh lẽo ấy. 9 giờ anh Trung vẫn thẫn thờ tựa lưng vào tường suy nghĩ miên man, bâng cua, chợt quản giáo hô buông 15 điểm danh. Chúng con cũng phải bật dậy đứng qua sông sắt và hô dạ có, chứ không dám, mai nó kêu ra trích điện là nhục lắm. Trước đây là tướng của bọn quản giáo nó lệ nể, chứ giờ là thằng tù nó khinh ra mặt, người cộng sản nó tệ thế đấy, Trung ạ. Miệng hô đồng chí chứ nó thịt vợ mình khi nào không hay, có khi phải làm tu hú nuôi con cọ, tu hú nuôi con quạ, và sáng mai đem bô ra lấy cơm. Xin cán bộ kèm đánh răng, bàn chải thì bị chặt đôi mới hiểu được cảm giác ở tù nó không sướng như ở ngoài đâu Trung ạ. Và xin không khéo, không dựa dạ thưa với bọn quản giáo, nó không chửi cho tôi mới phục anh đó. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, liên quan đến 3 vụ án mà ngòi nổ bắt đầu từ việc Cơ quan Điều tra Bộ Công an đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng, trụ sở công ty của Nhật Cường Mobile. Cơ quan điều tra đưa một số đồ vật, hồ sơ ra khỏi nhà của Nguyễn Đức Trung sau khi khám xét. Theo Bộ Công an thì các quyết định tố tụng của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Tối ngày 28 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thi hành lệnh khám xét nơi ở của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung tại phố Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, nơi làm việc của Trung tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Khoảng 19 giờ ngày 28 tháng 8, hai ô tô biển 80A chở một số người mặc sắc phục an ninh và kiểm sát viên đỗ trước số nhà 88 phố Trung Liệt. Cũng khoảng thời gian này thì hai xe biển xanh khác đi vào cổng trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại phố Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự việc mà Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố bắt giam ông Trung thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ngoài phóng viên, rất đông người dân dồn về phía khu vực trước cửa nhà ông Trung để theo dõi quá trình khám xét của lực lượng chức năng. Trước khi bị khởi tố bắt giam ông Trung ngày 11 tháng 8, Bộ Chính trị đã đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan trong một số vụ án. Ngay trong ngày 11 tháng 8, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo điều tra ban đầu thì ông Trung liên quan
tới 3 vụ án gồm có vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cương, Công ty Nhật Cương, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị có liên quan. Thứ hai là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Cả hai vụ án trên đang được cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an thụ lý điều tra. Thứ ba là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước. Trước khi khởi tố ông Trung thì cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt giam 3 bị can, trong đó có lái xe và một thành viên tổ giúp việc của ông Trung. Ba bị can gồm Nguyễn Anh Ngọc sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, phó trưởng phòng, thư ký biên tập văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, và Nguyễn Hoàng Trung sinh năm 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, lái xe riêng của ông Nguyễn Đức Trung. Người thứ ba liên quan hành vi vi phạm phạm tội là ông Phạm Quang Dũng, cán bộ công an sinh năm 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, cán bộ C03 công an thành phố Hà Nội. Ngòi nổ cho các vụ án trên bắt đầu từ việc cơ quan điều tra Bộ Công an đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng trụ sở của Công ty Nhật Cường Mobile. Hàng chục bị can đã bị khởi tố bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có ông chủ hệ thống Nhật Cường Mobile là Bùi Quang Huy đang bị truy nã quốc tế. Cụ thể, ngày 14 tháng 5 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án số 27/C03/P14 về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cương. Đồng thời khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, sinh năm 1974, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường và đồng phạm, điều tra về hai tội danh nêu trên. Ngày 18 tháng 5 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế đối với ông Huy. Và quá trình mở rộng điều tra vụ án từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an lần lượt ra quyết định bổ sung, quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bổ sung tội danh rửa tiền, vi phạm quy định và đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị can Huy. Ngày 10 tháng 7 năm 2020, anh trai của bị can Huy là Bùi Quốc Việt sinh năm 1970 bị khởi tố bắt tạm giam về tội buôn lậu. Liên quan đến hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị liên quan, ngoài Bùi Quang Huy, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam một loạt các cán bộ lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đông Kinh. Trong số bị can có ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Nguyễn Tiến Học, nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; và Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đông Kinh. Nhóm bị can này được xác định có liên quan đến việc phê duyệt thực hiện gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016. Gói thầu được ký ngày 26 tháng 12 năm 2016 giữa ba bên là Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đông Kinh. Giá trị hợp đồng là gần 43 tỷ Việt Nam đồng, bao gồm toàn bộ chi phí vận hành, vận chuyển, hỗ trợ, chuyển giao các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của nhà nước. Gần đây nhất là ngày 20 tháng 8, cơ quan điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Tiến Hùng, tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Đây là vụ án được C03 khởi tố điều tra từ tháng 4. Hành vi của ông Hùng được cho là có liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm RIT oxy 3C để xử lý các hồ ô nhiễm ở thủ đô Hà Nội.
Trước đó, liên quan vụ lùm xùm mua độc quyền chế phẩm RIT oxy 3C để xử lý các hồ ô nhiễm ở Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao cho Thanh tra thành phố Hà Nội chủ trì thành lập đoàn liên ngành thanh tra toàn diện việc mua, đánh giá hiệu quả sử dụng đối với chất RIT oxy 3C và yêu cầu sau khi hoàn thành thanh tra phải công khai kết quả. Kết luận thanh tra làm rõ là đơn vị phân phối chế phẩm RIT oxy 3C là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 2 tháng 11 năm 2015, mã số doanh nghiệp 01070777975, trụ sở chính ở số 313 đường Nguyễn Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội. Thành viên góp vốn gồm có ông Đào Xuân Tấn, người đại diện theo pháp luật, và ông Nguyễn Đức Hạnh, người được cho là con trai của Nguyễn Đức Chung. Tuy nhiên, công ty này trải qua nhiều lần chuyển nhượng vốn và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tháng 6 năm 2016, ông Đào Xuân Tấn chuyển nhượng toàn bộ phần góp của mình cho ông Nguyễn Trường Giang. Và ngày 23 tháng 7 năm 2016, ông Nguyễn Đức Hạnh ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của mình tại công ty Arctic cho Nguyễn Trường Giang và bà Nguyễn Thị Bích Hằng. Ngày 30 tháng 5 năm 2017, Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho công ty Arctic tại số 180 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tiếp đó, ngày 4 tháng 6 năm 2019, công ty Arctic đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 5 với hai thành viên góp vốn gồm ông Nguyễn Trường Giang và Đỗ Xuân Hùng, trụ sở chính tại phòng 1002, số 180 phố Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Trường Giang. Cũng theo kết luận thanh tra, đơn vị cung cấp RIT oxy 3C là công ty Watt Water GmbH có trụ sở tại Đức. Ngày 1 tháng 8 năm 2016, công ty Watt Water GmbH ký văn bản thỏa thuận về việc phân phối độc quyền với công ty Arctic, cấp giấy chứng nhận nhà phân phối ủy quyền ngày 15 tháng 9 năm 2016, cấp giấy chứng nhận nhà phân phối độc quyền ngày 23 tháng 9 năm 2016 đồng ý cho công ty Arctic được quyền đại diện kinh doanh và cung cấp dịch vụ đối với các sản phẩm của Watt Water GmbH tại Việt Nam. Về việc mua chế phẩm RIT oxy 3C, kết luận của thanh tra nêu rằng sau khi có văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép ứng dụng sản phẩm RIT oxy 3C và theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc mua chế phẩm RIT oxy 3C phục vụ thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước hồ của Hà Nội. Ngày 10 tháng 8 năm 2016, công ty thoát nước ký hợp đồng số 08 với công ty Arctic mua 3,24 tấn chế phẩm RIT oxy 3C giá 326.000 Việt Nam đồng vận chuyển theo đường hàng không. Sau đó, Hà Nội mua chế phẩm này theo nhiều đợt vận chuyển bằng đường biển. Theo tài liệu do công ty thoát nước cung cấp thì từ năm 2016 đến quý 1 năm 2019, tổng số lượng RIT oxy 3C mà công ty thoát nước đã mua nhập kho là 403,04 tấn với tổng trị giá là 137,6 tỷ Việt Nam đồng. Công ty đã sử dụng 380,592 tấn, còn tồn kho 22,448 tấn. Khối lượng này được theo dõi quản lý trên hồ sơ sổ sách kế toán của công ty thoát nước Hà Nội. Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong ngày 12 tháng 2, Thanh tra Hà Nội đã ban hành kết luận thanh tra số 555 về việc mua quản lý sử dụng sản phẩm RIT oxy 3C để xử lý ô nhiễm nước ở các hồ ở Hà Nội. Theo văn bản này thì Thanh tra Hà Nội kết luận có một số tồn tại và đánh giá công ty thoát nước Hà Nội đã vội vàng trong việc đề nghị mua 141 tấn chế phẩm RIT oxy 3C, 20 tấn bằng đường hàng không và 121 tấn bằng đường biển phục vụ cho xử lý ô nhiễm 81 hồ tại Hà Nội. Kết luận 555 xác nhận về trách nhiệm của ông Võ Tiến Hùng, giám đốc công ty thoát nước, người ký văn bản. Bên cạnh đó thì Sở Tài chính và liên ngành đã
có nhiều văn bản đề nghị công ty thoát nước đàm phán thỏa thuận ký hợp đồng mua 141 tấn chế phẩm RIT oxy 3C là chưa thận trọng. Thiếu sót này thuộc ban giá Sở Tài chính, người ký là một phó giám đốc Sở Tài chính này đã nghỉ hưu. Ngoài ra thì phòng hạ tầng kỹ thuật, ban duy tu và người đứng đầu Sở Xây dựng thời điểm đó cũng phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là 14 ngày sau khi kết luận thanh tra số 555 được ban hành, Tránh Thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy lại ký ban hành kết luận số 794 ngày 26 tháng 2 năm 2020 thay thế kết luận số 555. Ở kết luận 794, những vấn đề tồn tại được chỉ rõ ở kết luận 555 đã biến mất, thay vào đó là kết luận 794 chỉ nêu ra được thực trạng là xử lý ô nhiễm ở các hồ trên địa bàn, đơn vị sản xuất, đơn vị phân phối, thể chế, chế phẩm RIT oxy 3C, quá trình thử nghiệm mua chế phẩm về quản lý, sử dụng. Chiều 10 tháng 8, ông Nguyễn Đức Chung chủ trì phát biểu tại cuộc họp phòng chống dịch virus Vũ Hán, thành phố Hà Nội trước khi bị đình chỉ chức vụ sau đó chỉ một ngày. Quá trình công tác của ông Chung, sinh năm 1967, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Cảnh sát, chuyên ngành điều tra tội phạm, Đại học Thương mại, ngành quản trị kinh doanh, học hàm, học vị tiến sĩ luật. Từ tháng 10 năm 1985 đến tháng 5 năm 1990, học viện trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Từ tháng 6 năm 1990 đến tháng 10 năm 1997, cán bộ đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 11 năm 1997 đến tháng 3 năm 1999, đội phó đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 4 năm 1999 đến tháng 10 năm 2001, đội trưởng đội trọng án Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 10 năm 2004, phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng Giêng năm 2002 đến tháng 11 năm 2010, điều tra viên cao cấp, phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 11 năm 2007, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 9 năm 2010, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 3 năm 2011, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiêm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự. Từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 9 năm 2012, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 5 năm 2011, Đại biểu Quốc hội khóa 13, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Từ tháng 6 năm 2012, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy, Ban chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội. Từ tháng 9 năm 2012, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đến tháng 12 năm 2012. Từ tháng 10 năm 2012, Phó trưởng phòng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 197 thành phố, Ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thành phố Hà Nội. Từ tháng 11 năm 2012, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố thành phố, Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không thành phố, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích thành phố. Từ tháng 12 năm 2012, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015. Từ tháng Giêng năm 2013, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Từ tháng 7 năm 2013 được thăng cấp hàm thiếu tướng. Từ tháng Giêng năm 2014, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội. Từ tháng 11 năm 2015, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Từ tháng 4, từ ngày 4 tháng 12 năm 2015, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Từ 14 tháng 6 năm 2016, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, ông Chung bị bắt, tầm của ông chiếm tài liệu mật vụ Nhật Cường để làm gì? Nếu đặt câu hỏi ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu mật vụ Nhật Cường để làm gì, sẽ thấy ngay
thấy rất rõ cái tên Minh Hoa. Vụ khởi tố bắt giữ ông Trung tối hôm qua có lẽ chỉ là sự khởi đầu khi mà những sai phạm căn nguyên khiến cho hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước vẫn còn đang và sẽ được xử lý. Vụ khởi tố bắt giữ ông Trung hôm qua có lẽ chỉ là sự khởi đầu khi mà những sai phạm căn nguyên khiến cho hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật vẫn đang còn và sẽ được xử lý. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc và tống đạt lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Thật ra dấu hỏi đối với ông Trung đã được đặt ra ngay từ khi Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của ông Trung, cùng với hai người khác bị khởi tố tạm giam với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu bí mật trong vụ án Nhật Cường. Bởi nếu đặt câu hỏi ông Trung chiếm đoạt tài liệu bí mật của Nhật Cường sẽ thấy rõ ràng là cái tên công ty cổ phần thương mại Minh Hoa, công ty Minh Hoa của bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ của ông Trung, làm giám đốc. Trong vụ Nhật Cường, chính Minh Hoa này đã ký hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp ERP trị giá 40,6 tỷ Việt Nam đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Hợp đồng 40,6 tỷ này tạo điều kiện vừa đủ để cho liên danh Nhật Cường Đông Kinh thắng gói thầu 43 tỷ đồng của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội với điều kiện được bổ sung và là phải có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, có tối thiểu một hợp đồng có giá trị 35 tỷ Việt Nam đồng. Hai bên thậm chí còn có biên bản nghiệm thu xác nhận Nhật Cường đã hoàn thành 85% khối lượng công việc. Biên bản được lập tháng 11 năm 2015, một tháng trước khi thời điểm mở thầu gói thầu của Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội. Để thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cần phải mở ngoặc rằng ba cá nhân liên quan đến gói thầu này đã bị bắt. Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Học, Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh Phạm Thị Kim Tuyến, Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Đông Kinh Lê Duy Tuấn với tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là một điều thật nghiệt ngã cho Nguyễn Đức Trung. Trong chiều hướng ngược lại thì hôm qua dư luận hết lời ca ngợi nguyên Phó Chủ tịch Quận Nhất Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Hải khi mà ông bỏ tiền túi mua một chiếc xe cứu thương tự lái nó để đưa giúp bà con bệnh nhân nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh về quê hoàn toàn miễn phí. Ông Hải cũng sinh năm 1967, vừa bằng tuổi với ông Trung, mới biết được cái sự biết đủ, biết dừng đúng lúc và nó tuyệt vời như thế nào. Mới biết nếu đừng tham lam vơ vét để rồi bất chấp tất cả những việc không ai tin nổi, không dân nào chấp nhận được, người ta sẽ có được thứ quý giá nhất, sự tôn trọng của dân, giấc ngủ ngon mỗi tối. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.